Kiên Nhẫn đang có mặt tại Wick Coffee, một trong những thương hiệu cà phê mới của thành phố Buôn Ma Thuột cũng như là của Tây Nguyên. Hôm nay Kiên Nhẫn được thưởng thức cà phê Wick với những hương vị khác nhau và Kiên Nhẫn thấy rất là tuyệt vời từ loại cà phê Kiên Nhẫn tự tay pha cũng như là chưa pha. Hôm nay để hiểu hơn về Wick, chúng ta sẽ gặp gỡ người tạo ra Wick, founder của Wick Coffee. Xin giới thiệu với các bạn, bạn đang cà phê. Cảm ơn anh Kiên Nhẫn, rất vui được trò chuyện cùng với anh tại Big Coffee. Chào các bạn, mình là Trang Cà Phê. Hôm nay mình rất vui vì có những vị khách ở phương xa yêu thích cà phê đến cùng trò chuyện và bên ly cà phê Vic. Hiện tại thì đây là trụ sở văn phòng của công ty ở tại 152 Tô Hiệu, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện tại thì Vic Coffee của mình đã hình thành được hơn 3 năm và hiện tại cũng được rất nhiều những người yêu thích cà phê trên toàn quốc tiếp nhận sản phẩm của Vic Coffee. Mình rất là vui và hạnh phúc khi sản phẩm của mình được rất nhiều chuyên gia cũng như là những người có kiến thức cà phê nhận định là một sản phẩm chất lượng. Trang thân mến, sáng nay tôi được thưởng thức cà phê Vic và tôi rất tò mò về cái từ là Vic, thương hiệu mà bạn tạo ra. Vậy bạn có thể chia sẻ được không? Cảm ơn câu hỏi của anh. Cũng có rất là nhiều người hỏi em VIC hay là Vic Coffee có ý nghĩa gì. Nhưng mà đối với em thì rất là đơn giản thôi. Từ VIC trong từ viết tắt của Victory đó là chiến thắng. Thì khi mà em đặt tên Coffee á, nó giống như một cái kim chỉ nam để mình nhìn vào mình chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng được những cái góc khuất trong sản xuất. Vậy tôi còn tò mò nữa, đó là bạn nói là bạn chiến thắng trên thương trường, bạn chiến thắng trong sản xuất, nghĩa là bạn luôn luôn nỗ lực. Và đó có phải là cái điều bạn nói là bạn đang chiến thắng chính bản thân mình hay không? Dạ đúng rồi. Nó tuyệt vời. Vậy Trang thân mến, hôm nay đến với Coffee thì tôi được theo dõi cũng như là được thấy rất là nhiều loại cà phê ở đây, thì bạn có thể chia sẻ về những loại cà phê biết được không? Dạ. Sản phẩm của Vic Coffee hiện tại thì có hai dòng chính, đó là cà phê hạt, bột và phin giấy. Tất cả các dòng bên Vic Coffee thì đều sản xuất là cà phê chất lượng cao hết. Giới thiệu với anh Kiên Nhẫn, đây là các dòng sản phẩm của bên em và đây là một trong những dòng sản phẩm em rất là tâm đắc bởi vì nó là một sản phẩm rất là tiện lợi. Mình đi du lịch, mình đi công tác, mình đi bất cứ nơi đâu vẫn có cà phê chất lượng để uống. Và trong gói sản phẩm cà phê phin giấy của em á, em đã gửi thông điệp vào đây. Khi mình xé gói thì mình sẽ đọc được câu đó là chuyện cũ bỏ qua. Cái gì cũ là mình bỏ qua. Thì ai mà trong lòng đang còn buồn phiền hay là như thế nào đó thì cái chuyện cũ ngày hôm nay hay là một giây một phút nó đã cũ rồi thì mình bỏ qua cái vấn đề đó. Chuyện cũ bỏ qua nha quý vị, hay quá. Giới thiệu thêm anh Kiên Nhẫn, đây là dòng sản phẩm Vic Light, cũng là cà phê phin giấy của bên em. Nhưng tại sao vừa rồi là sản phẩm Vic Honey mà đây lại là sản phẩm Vic Light, hai màu hoàn toàn khác nhau. Màu vàng và Vic Honey á, thì em sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu. Honey là người yêu, tình yêu, sự ngọt Ngọt ngào. ngào. Còn Vic Light là tượng trưng cho chiến thắng trong cuộc sống. Cuộc sống. Là màu xanh này là màu xanh cũng là màu hy vọng. Chúng ta hãy hy vọng cuộc sống luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn bình an. Và cái chuyện của bỏ qua em vẫn để trong trong sản phẩm Vitline này để cũng là một thông điệp đến cho mọi người. Hay quá, hai thông điệp, hai màu sắc trong hai gói cà phê phin giấy rất tuyệt vời các bạn nhé. Đây là Wick Honey, đây là Wick Light. Giới thiệu với anh Kiên Nhẫn nữa, đây là dòng sản phẩm cà phê bên em. Đây là dòng cũng là Vitline và Vit Honey nhưng mà là túi 500g. 500g này thì phù hợp với cung cấp cho quán, các nhà phân phối cũng giống như là cung cấp cho các bên quà tặng hoặc là các gia đình uống. Sản phẩm của em 100% là Robusta Honey ở bên em đang sản xuất. Hai cái tên này em để trong dòng bốn dòng sản phẩm luôn, tượng trưng cho tình yêu và cuộc sống. Hay quá, như vậy là chúng ta biết thêm loại sản phẩm cà phê bột để dành cho các cửa hàng nữa không? Hạt bột ạ. Vậy Trang thân mến, Vic Coffee có gì khác biệt so với những loại cà phê trên thị trường? Điều thứ nhất khác biệt là gì ạ? Đó là vùng nguyên liệu ạ. Vùng nguyên liệu của bên em thì hiện tại từ độ cao, lượng mưa cho đến giống cà thì tất cả những yếu tố cần thiết đó làm nên một cái vị hương vị khác biệt cho Vic Coffee. Anh xem rất là nhiều video mà em đã đăng trên kênh của mình, là em đi đến vùng nguyên liệu của em để em sản xuất ra với coffee, thì anh thấy có rất là nhiều loại cây cà phê nó rất là to và cao và già cỗi, thì đó có phải là một vùng nguyên liệu của cà phê em nói là cà phê Robusta không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì là hiện tại ở tất cả các vùng nguyên liệu của Đắk Lắk, mỗi huyện sẽ có những giống cà khác nhau. Cũng có những nơi là đã trồng xen canh cây cây tiêu, bơ hoặc là sầu riêng thì đã sử dụng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây cà phê. Diện tích của em trồng là nhiều không em?
Diện tích của bên em thì rất là nhiều anh ạ. Ok, vậy là chúng ta thấy sự khác biệt thứ nhất. Vậy sự khác biệt thứ hai là gì em? Đó là quy trình sản xuất ạ. Quy trình sản xuất của Vic Coffee thì là hái chín và lựa những trái tươi ngon nhất để sơ chế đúng thời điểm, bảo quản cũng là tự nhiên. Tất cả những quy trình này cũng là những người đam mê cà phê, yêu thích cà phê cùng đồng hành với mình ở trong khu vực sản xuất. Ở trong quy trình đó là có sự khác biệt là khi mà trái cà phê được hái ra là em sẽ đưa trái cà phê đó phơi khô trên giàn, khác biệt với bà con nông dân là phơi ở dưới đất đúng không ạ? Quy trình sản xuất thì nó rất là nhiều bước. Ví dụ như là cho ra một dòng sản phẩm như mọi người đang thưởng thức ở đây thì khoảng là gần 20 công đoạn lận. Ví dụ mình hái chín về á, sau đó mình phải rửa sạch, mình rửa sạch một lần nước, mình tách vỏ, sau đó mình để dàn phơi, rất nhiều quy trình. Thì đó mới tạo được hạt cà phê sạch. Dạ. Để chúng ta ra được những giọt cà phê thơm ngon như bây giờ. Dạ đúng rồi. Vậy còn sự khác biệt nào nữa không em? Còn sự khác biệt sau cùng nữa đó là hương vị ạ. 100% sản phẩm của Vic Coffee được làm tự nhiên, bảo quản cũng không chất bảo quản, ra một tự nhiên nhưng mà vẫn lại giữ lại tất cả những hương vị căn bản của cà phê, đó là những cái hương thơm trái cây tự nhiên có trong cà phê, vị đắng rất là dịu. Vậy Trang thân mến, vậy thì ước vọng cũng như là mục tiêu sắp tới của Vic là gì? Vic Coffee có một khao khát, đó là đưa ra sản phẩm cho tất cả các khách hàng khi mà tiêu dùng về sản phẩm cà phê được bảo vệ sức khỏe và tốt cho sức khỏe, bởi vì trong cà phê có rất nhiều những dưỡng chất giúp cho sức khỏe của mình tiến triển rất là tốt, ví dụ như là chất chống oxy hóa cao nhất trong rất nhiều những loại thực phẩm, bảo vệ gan, đào thải độc tố đường ruột, giúp tăng cường trí nhớ, tập trung, năng lượng, giúp cho những cái chứng bệnh như là Alzheimer hoặc là trầm cảm cũng giảm thiểu. Đó là những cái điều rất là tốt mà trong cà phê mang lại. Vậy tất cả những cái điều mà bạn chia sẻ về việc cà phê có thể giúp cho sức khỏe của người thưởng thức cà phê thì Vic đã đảm bảo tất cả những cái thủ tục pháp lý chưa? Tất nhiên là khi mình ra một sản phẩm trên thị trường thì những cái xét nghiệm mẫu sản phẩm hoặc là công bố sản phẩm để đưa ra thị trường đã được Bộ Y tế cũng như là Sở Nông nghiệp, tất cả các cơ quan ban ngành, mình đã làm đầy đủ hết những cái thủ tục và giấy tờ cho sản phẩm của bên Vic rồi. Quá tuyệt vời. Các bạn thân mến, chúng ta đang thực hiện đó là buổi Talk Coffee cùng với founder của Vic Coffee. Vậy thì chúng ta thấy bạn nữ của chúng ta là bạn Trang Cà Phê, là một cô gái đã tạo ra thương hiệu cà phê và rất là nghị lực, phải không ạ? Vậy thì Trang thân mến, động lực nào khiến cho bạn đã đến với Vic Coffee? Đó là tình yêu. Đối với Trang thì khi mình sinh ra vẫn lên ở một mảnh đất cho mình rất nhiều thứ, thì cái tình yêu đầu tiên đó là tình yêu đối với Buôn Ma Thuột. Và ở trên đó thì có những cây cà phê đã hình thành những năm tháng đối với Buôn Ma Thuột. Thì tình yêu Buôn Ma Thuột, trong đó có cà phê, là điều mà để cho Trang cũng như là thương hiệu Vic Coffee đồng hành đến ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng Talk Coffee với nhau với bạn Trang Cà Phê, và tôi được biết thêm một câu chuyện về một người khởi nghiệp nữa trên mảnh đất Tây Nguyên, đó là bạn Trang đã khởi nghiệp với thương hiệu Vic. Phải nói rằng là bạn rất là dũng cảm, rất là nghị lực để có thể tạo nên một thương hiệu Vic Coffee hoàn toàn khác. Vậy thì sản phẩm của Vic Coffee nó sẽ đến Vic Cà Phê, với các bạn như cà thế nào? Phê vì xin mời sức khỏe. Các bạn hãy cùng đến với Vic Coffee nhé.